Các bạn đang nghe truyện mạc thế chi toàn năng đại sư trên kênh TV Audio CV. Chương 241, Hoàng Kim Nghĩ Hậu, 2. Ẩm. Uhm. Cứ như tùy ý đá bay một cục đá, Thạch Thiên Hải bay ra ngoài rất xa. Phốt. Thạch Thiên Hải nôn ra máu ngã xuống, cũng may ra ngã ra ngoài, nếu không hắn ta cũng phải nối gót năng lực giả vừa rồi. Ngay lúc này đằng xa vang lên tiếng xé gió như gào theo, một viên đạn pháo màu vàng hừng hực truy kích trực tiếp đụng vào hoàng kim nghĩ hậu. Quanh! Đạn pháo to lớn ầm vang nổ tung, lực lượng cường đại đập hoàng kim nghĩ hậu xuống công sự phòng ngự. Chi! Trong khói đặc cuồn cuộn, hoàng kim nghĩ hậu tức giận gầm rú một tiếng vung canh bay lên, xông về phía tòa nhà cao tầng đằng xa. Người vừa công kích nó chính là thương giới giả cấp E, Trì Long, Trì Long vô cùng bình tĩnh, lại một viên hỏa lực lao về phía Hoàng Kim Nghĩ Hậu, đánh rơi đối phương nhưng tốc độ của Hoàng Kim Nghĩ Hậu cũng rất nhanh, sau hai ba lần đã tiếp cận Trì Long, sắc mặt Trì Long thay đổi, trong nháy mắt đã nhảy xuống tòa cao ốc, sau lưng xuất hiện một cái cánh lượng. Nhưng hiển nhiên tốc độ của hắn ta kém hơn Hoàng Kim Nghĩ Hậu. Ông ông ông! Ba viên đạn pháo liên tục ngăn cản khiến Hoàng Kim Nghĩ Hậu lùi lại, Trì Long đã rơi xuống mặt đất, ý thức lực không chế, quanh người xuất hiện từng quả cầu thép nhỏ. Những quả cầu thép này bay trên không trung, hoặc là rơi xuống mặt đất trì long lại phi nước đại lên trước hoàng kim nghĩ hậu đuổi theo đụng thẳng vào một quả cầu đó ngay sau đó như chọc trúng tổ ông vò vẽ quả cầu nhỏ nổ tung lít nha lít nhít tia sáng tím bao phủ trên người hoàng kim nghĩ hậu điện tương cầu hoàng kim nghĩ hậu bị điện giật đến cả người run rẩy dữ dội không thể không nói thực lực của trì long rất mạnh năng lực chiến đấu cũng không yếu nhưng hắn ta phải đối mặt với một hoàng kim nghĩ hậu có sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, trước đó thấy Tần Phong đối mặt với thú tướng, Trì Long cũng ước lượng thực lực của mình một chút, cho rằng hắn ta đánh đơn với thú tướng cấp ép cũng cần nửa giờ. Bây giờ đối mặt với thú vương, Trì Long chỉ giữ vững được 10 phút đã phát hiện mình lực bất tòng tâm. Ý thức lực của Trì Long sắp khô kiệt, thiết bị trong trang bị phù văn không gian cũng tiêu hao hơn phân nữa. Cứ tiếp tục như vậy chắc chắn không được, ngay lúc này, lại có một bóng người đột nhiên xuất hiện trước người trì long đây là một thiếu nữ mặc bộ váy màu trắng nếu không phải chiếc váy màu trắng này tản ra ánh sáng màu bạc rất nhiều người sẽ cảm thấy thiếu nữ này đang làm loạn trên chiến trường ăn mặc như vậy căn bản là chịu chết nhưng không ai dám coi thường vị thiếu nữ tóc bạc này trước ngực nàng còn đeo huy chương năng lực giả cấp ép thấy đối phương xuất hiện mặc dù trì long thấy ngạc nhiên nhưng cũng không ôm hy vọng quá lớn bạch tiểu thư ngươi cẩn thận kiềm chế một chút là được trì long nói hắn ta dự định lấy ra thiết bị khác chỉ có điều lắp lên hơi tốn thời gian mà thôi hắn ta hy vọng bạch ly kéo dài chút thời gian cho hắn ta nhưng chẳng mấy chốc trì long lại trợn to mắt trái tim cũng sắp nhảy lên đến cổ họng vì bạch ly lại không tránh không né nhìn hoàng kim nghĩ hậu chạy như điên về phía nàng mau tránh ra trì long giận dữ hét lên còn hơi tức giận không thể được thì tránh ra lại còn quấy rồi ngay lúc Trì Long do dự định đi cứu Bạch Ly, nhìn Hoàng Kim Nghĩ Hậu to lớn như xe tải trước mặt lao đến bên cạnh mình, Bạch Ly đã đánh ra một quyền. Nắm đấm của Bạch Ly trắng nõn, nhỏ yếu, cổ tay vô cùng tinh tế, nhưng cũng vì bề ngoài như vậy lại tạo ra hình ảnh khiến người ta ngạc nhiên. Trăng rắc. Một vết nứt xuất hiện trên đầu Hoàng Kim Nghĩ Hậu. Đó là chỗ phòng ngự mạnh nhất của Hoàng Kim Nghĩ Hậu, đầu của nó có thể đánh vỡ gò núi, vô cùng cứng rắn là tài liệu đỉnh cấp nhất. Nhưng Bạch Ly đánh ra một quyền lại tạo ra một vết nứt. Không chỉ như thế, sau một quyền này Hoàng Kim Nghĩ Hậu cũng đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, đụng vào một tòa nhà. Quanh! Hoàng Kim Nghĩ Hậu trực tiếp đâm xuyên qua tòa đại lâu, sau đó co cẳng bỏ chạy, dáng vẻ của nó trông như đang chạy trối chết, muốn chạy trốn, Bạch Ly khẽ cười một tiếng. giày cao gót nhẹ nhàng đạp xuống mặt đất, cả người còn có tốc độ nhanh hơn Hoàng Kim Nghĩ Hậu bay đi, gần như nhanh chóng đuổi theo. Lúc này, Trì Long ở lại tại chỗ chật vật nuốt xuống từng ngụm nước bọt, thật sự nghi ngờ ánh mắt của mình xảy ra vấn đề. Nhưng ánh mắt hắn ta nhìn về phía Bạch Ly lại không cách nào che giấu sự e ngại. Bạch Ly quá kinh khủng, Trì Quang chỉ huy, ngươi có sao không, trong mấy bộ đàm vang lên giọng nói của Tần Phong, trong trận chiến lúc trước có mạng khu vực, bộ đàm của Cao Tần đều kết nối với nhau, tốt, ta rất tốt, cái đó bạn gái của ngươi bạch cô nương đã cứu ta hiển nhiên trì long còn hơi do dự hắn ta thật sự không ngờ bạch ly sẽ cường đại như vậy tần phong đã sớm đoán trước nếu bạch ly còn không đối phó được hoàng kim nghỉ hậu đó mới là trò cười bạch ly là thú vương cấp e còn cường đại hơn cả hoàng kim nghỉ hậu giao cho bạch ly đi nếu trạng thái của trì quan chỉ huy còn tốt thì đến trợ giúp đồi núi một chút số lượng nhiều lắm hiện tại năng lực giả cấp dê tổn thất nặng nề được, ta sẽ trở lại ngay. Ừm, chờ ngươi. Tần Phong nhìn trận chiến trước mắt, sau khi hắc thiết mã nghĩ thấy Hoàng Kim nghĩ hậu rời đi nhao nhau muốn đuổi theo, không chỉ như thế một số thú tướng còn có được năng lực phi hành, tất nhiều đều bay ra. Người vây công nơi này căn bản không thể đều là năng lực giả cấp ép, đối mặt với đại quân hắc thiết mã nghĩ đen nghiệp này, năng lực giả cấp dê không khác gì một tờ giấy, một con đánh tới là có thể đụng bay, xương sườn đứt gãy nội tạng vỡ nát. Lúc này ngăn cản thật sự là dùng thân thể máu thịt để ngăn cản, dùng biển người đi chiến đấu. Tần phong ngăn ở giao lộ, không ngừng thả ra địa ngục hỏa thảm, thanh vương đao đánh giết thú tướng bay lên, vẫn không có cách nào đền bù sự tổn thương này. Cũng may, chẳng mấy chốc trì long đã chạy đến đây. Vèo! 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 Mấy viên đạn pháo màu đỏ bắn ra, trên mặt đất xuất hiện lửa cháy hừng hực, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng vọt liệt diễm bạo liệt đạn trong phạm vi ngọn lửa bao phủ hắc thiết mã nghĩ lập tức bị đốt cháy khét hóa thành tro tàn có một thương giới giả cấp e ra tay lúc này mới thật sự là đại pháo đánh con mũi đương nhiên sau trận chiến này e rằng trì long căn bản không thu được cả giá vốn tần phong liên tục thả ra dị năng bắt đầu từ khi chiến đấu đến bây giờ đã là mấy tiếng thế mà chưa từng dừng lại các dị năng giả cấp dê Ép khác vì ý thức lực không theo kịp đã lui về nơi an toàn, hoặc bắt đầu thay phiên chiến đấu, bọn họ nhìn Tần Phong chiến, chỉ muốn nói đây căn bản không phải việc người làm ra. Đây là lực chiến đấu chỉ yêu nghiệt mới có, số trùng thú bị Tần Phong đánh chết càng ngày càng nhiều, cảm giác lực lượng của mình càng ngày càng cường đại. Trước đó dọn dẹp hơn 10 ngày, thực lực trong thân thể của Tần Phong đã sớm đạt tới cấp f 9 bây giờ giết những hắc thiết mã nghĩ này, dục thể của hắn càng ngày càng mạnh thậm chí xương cốt cũng càng ngày càng cứng rắn. Toàn bộ bên trong công sự phòng ngự chén lớn không biết có bao nhiêu con hắc thiết mã nghĩ đã chết. Trước đó Trì Long thả ra pháo năng lượng tiêu diệt trùng tộc, mặc dù dị năng thôn vệ của Tần Phong không hấp thu được, nhưng những con hắc thiết mã nghĩ sau đó không phải Tần Phong giết chết thì năng lượng vẫn chảy về phía Tần Phong. Như có một cái miệng rộng vô hình không ngừng thôn vệ năng lượng xung quanh, không ngừng cường hóa thân thể Tần Phong. Theo năng lượng như vậy hội tụ, cuối cùng Tần Phong chỉ cảm thấy thân thể rung động. Loại rung động này tạo thành một loại gợn sóng mạnh mẽ, thậm chí là một loại khí tức nguy hiểm. Mọi người gọi loại khí tức này là uy áp, dưới uy áp này, năng lực giả xung quanh đều ngạc nhiên nhìn Tần Phong, thậm chí cảm giác không thể thở nổi, không cách nào thẳng lưng mà muốn quỳ bái, cấp e. Tần tiên sinh đột phá cấp e. Đây. Đây chính là sự khác biệt giữa thiên tài và người bình thường sao chiến đấu thật sự là động lực mạnh nhất, rất nhiều người sẽ phát hiện sau khi điên cuồng chiến đấu sẽ khiến bản thân cường hãn hơn, dù là tu luyện hay cường độ nhục thể đều tăng lên rất nhiều. Mọi người cũng cho rằng loại tình huống này gọi là lĩnh ngộ sinh tử. Nghe nói trong lúc không ngừng chiến đấu, thân thể con người sau khi thức tỉnh sẽ bài tiết ra một loại chất xúc tác đặc thù để cường hóa bản thân. Nhưng đột phá trong chiến đấu đã ít lại càng ít hơn nhưng sau khi mọi người nhìn hắc thiết mã nghĩ bao quanh tần phong lại cảm thấy đây không phải sự trùng hợp vì hắn cố gắng đủ nhiều giết đủ nhiều sự cường đại của tần phong là sự báo đáp vốn có sau khi cố gắng tần phong cảm nhận lực lượng trong thân thể của mình một chút không khỏi hài lòng mỉm cười cuối cùng đã đến cấp e lúc này hắc thiết mã nghĩ trên chiến trường cũng bắt đầu giảm bớt có thương giới giả cấp e trì long tham gia vào tốc độ giải quyết càng nhanh hơn chỉ có điều hắc thiết mã nghĩ cấp F có tử vong, thì năng lực hòa vào trên người Tần Phong cũng trở nên yếu ớt. Không phải năng lượng kia yếu ớt, mà là hiện tại dung lượng mà Tần Phong cần để cường hóa bản thân đã trở nên to lớn, sau cấp E lại biến thành một quá trình tấn thăng dài dằng dặc. Có vài người, có lẽ cả một đời cũng không có cách nào đến cấp D trong căn cứ Thừa Bắc, cũng có một vài người tấn thăng đến cấp D, chỉ vì tài nguyên hạn chế nên bọn họ tốn một khoảng thời gian vô cùng khủng bố. 10 năm, cho nên, năng lực giả cấp E trở thành cao tầng của một số căn cứ, không chỉ vì bọn họ có thực lực cường hãn, còn vì con đường tấn thăng quá gian nan, khiến bọn họ đặt sự chú ý vào những phương hướng khác, từ đó thu hoạch được tài nguyên tấn thăng. Năng lực giả tấn thăng cấp D trong vòng 10 năm này cũng ở trong căn cứ Thừa Bắc, đảm nhiệm vị trí khu trưởng 8 năm, sau cùng mới rời khỏi căn cứ Thừa Bắc, nhưng e rằng trong tương lai Tần Phong sẽ phá vỡ ghi chép này. Dù sao, cách tấn thăng của tần phong không giống những người khác thấy tình huống đã được khống chế lại đằng xa truyền đến một tiếng ầm ầm bóng dáng vàng ống to lớn rơi xuống đường phố rõ ràng khổng lồ như vậy lại cho người ta cảm giác như một bé con vỡ vụn lúc tất cả mọi người thấy bóng dáng khổng lồ này đều vô thức rung lên vô cũng hoảng sợ hận không thể lập tức nâng chân bỏ chạy nhưng lúc nhìn mới phát hiện bóng dáng kia đã hấp hối lúc này trên người hoàng kim nghĩ hậu đã chồng chất vết thương trên vỏ kiếm màu vàng đều là vết rách thậm chí còn lộ ra thịt kiến trắng như tuyết ở bên trong trông rất ngon miệng bạch ly đi giày cao gót trên người mặc váy trắng hờ hững đi tới tuy nhiên lại khiến đôi mắt to lớn của hoàng kim nghĩ hậu lộ ra vẻ e ngại ngay sau đó con hoàng kim nghĩ hậu to lớn này cúi đầu xuống nằm rạp trước người bạch ly như đang cầu xin tha thứ đám người thấy cảnh này đều trợn to mắt không dám tin bọn họ căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng bây giờ tình huống lại vừa nhìn đã hiểu ngay, Hoàng Kim nghĩ hậu bị Bạch Ly đánh bại. Lúc này trên hai tay Bạch Ly còn cầm cánh chuồng dài trong 3 mét rộng 3 mét, chính là cánh sau lưng Hoàng Kim nghĩ hậu. Không tệ, cái này có thể là một bộ váy màu vàng. Bạch Ly hài lòng gật đầu, một chiếc váy lụa mỏng màu vàng, nghĩ thôi cũng thấy rất đẹp. Nàng lại đặt tầm mắt trên người Hoàng Kim Nghĩ Hậu, đối phương không còn là một thú vương cường đại, mà là vải vóc sẽ bị cắt may bất cứ lúc nào bạch ly tần phong hô lên để bạch ly dừng động tác đừng giết chết tần phong nói ồ được bạch ly nhớ đến mỗi lần tần phong đều phải hấp thu năng lượng nghĩ đến đây cũng không giết chết nhưng lại đưa hai tay lên bắt lấy một cái xúc giác trên đỉnh đầu hoàng kim nghĩ hậu cứ thế lôi hoàng kim nghĩ hậu đến trước mặt tần phong oanh hoàng kim nghĩ hậu rơi vào trên trận địa phòng ngự do bao các chồng chất tạo ra một đám tro bụi tung bay, Bạch Ly nói, hiện tại có thể giết chưa? Tần Phong lại vội vàng ngăn cản Bạch Ly, ý thức lực thăm dò trên người Hoàng Kim Nghĩ Hậu. Lúc này Hoàng Kim Nghĩ Hậu vết thương chồng chất, ý thức lực cũng dần mơ hồ thậm chí là rất yếu ớt, khí tức phát ra đều có ý thần phục. Đây là một tình huống rất hiếm có. Một số dị thú có cận kề cái chết cũng không thần phục. Hiện tại, đối tượng được Hoàng Kim Nghĩ Hậu cũng không phải loài người, mà là tam vĩ bạch hồ, thú vương cấp e, bạch ly. Mặc kệ đang thần phục ai, chuyện tiếp theo cũng không phải hoàng kim nghĩ hậu có thể làm chủ, chu hạo, tần phong lớn tiếng gọi. Sao thế? Kẻ điên, cả người chu hạo đẫm máu, trong trận chiến ở hàng trấn này, cộng thêm thường xuyên trải qua nguy cơ sinh tử, tốc độ tấn thăng của chu hạo cũng rất nhanh, bây giờ đã đạt đến cổ võ giả cấp D8. Dù sao hiện tại chu hạo không thiếu tài nguyên, thiên phú cũng cường hãn tất nhiên tốc độ tấn thăng nhanh hơn những người khác không yêu nghiệp bằng tần phong nhưng tuyệt đối là nhân vật cấp thiên tài hiện tại ý thức lực của ngươi bao nhiêu tần phong hỏi vì chu hạo ăn ý thức quả thậm chí với ý thức lực hiện tại của hắn ta e rằng sử dụng súng ống cũng có thừa thậm chí có thể làm được việc cách không lấy vật đương nhiên chưa trải qua rèn luyện đặc thù tần phong cũng không biết tin tức xác thực Đại khái là thương giới giả cấp dê năm đi, Chu Hạo cũng không rõ cho lắm. Đủ rồi. Tần Phong gật đầu, sau đó lấy ra mấy viên tinh hạch năng lượng, nhanh chóng thắt hoạt một khế ước ý thức lực trên mặt đất. Thả chút máu, con hoàng kim nghĩ hậu này sẽ trở thành khế ước thú của ngươi, Tần Phong nói. Chu Hạo nghe Tần Phong nói vậy, mở to hai mắt không thể tin nổi. Thực lực của Hoàng Kim Nghĩ Hậu mạnh đến mức nào, sao Chu Hạo có thể không biết, thế mà chỉ cần một giọt máu là có thể trở thành của mình, nhanh lên. Tần Phong nói. Chu Hạo gần như không do dự rút ra dao găm cắt một đao ở lòng bàn tay của mình, máu chảy đầm đìa, hắn ta không hề e ngại đạp một chân lên người Hoàng Kim Nghĩ Hậu, hạ xuống đỉnh đầu của đối phương, máu tươi uống lượng chảy xuống theo đỉnh đầu của đối phương. Ngay sau đó, dòng máu này hòa vào trong thân thể Hoàng Kim Nghĩ Hậu, Chu Hạo rõ ràng cảm giác được sâu trong linh hồn của mình xuất hiện ý thức của một sinh vật đó là ý thức của hoàng kim nghĩ hậu ha 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 lão tử cũng có thú cưng thú vương sau này gọi ngươi là tiểu hoàng đi chu hạo yêu thích không buông tay vuốt ve thể xác của hoàng kim nghĩ hậu nhưng bên trên toàn là vết trách do bạch ly đánh ra lần này tất nhiên chu hạo vô cùng đau lòng trì long đứng bên cạnh thấy cảnh tượng như vậy lúc chạy tới đã muộn ôi tần tiên sinh vấn đề này không hợp quy cũ Tuy Hoàng Kim nghĩ hậu do Bạch Ly đánh phục nhưng trước đó Trì Long cũng công kích, quan trọng nhất là một thú cưng thú vương thật sự khiến người ta đỏ mắt. Dù thực lực hiện tại của Tần Phong đã đạt đến cấp E, Trì Long cũng cắn răng mở miệng nói. Coi như ta mua con thú vương này, Tần Phong mở miệng nói, 300 triệu, thế nào? Trì Long hít sâu một hơi, đây căn bản không phải việc một con thú vương. Nếu là một con thú vương đã chết, thậm chí 300 triệu còn vượt qua dự kiến của Trì Long, nhưng đây là một con thú vương còn sống, thậm chí có thể bị người ta khế ước, giá trị này quá to lớn. Đây thật sự là một con gà mái đẻ trứng vàng, có con thú vương này, chỉ cần nuôi tốt không biết tương lai có thể giết bao nhiêu thú vương, Tần Tiên Sinh. Trì Long còn muốn nói gì đó. Ánh mắt Bạch Ly dừng trên người Trì Long, mở miệng nói, vừa nãy là ta cứu ngươi đi, kỳ quái ta à cứu ngươi mà ngươi còn đòi tiền của lão công ta sao ngươi lại vô lý như vậy sớm biết vậy để con kiến to này ăn ngươi cả người trì long lạnh lẽo nghĩ đến tình cảnh bạch ly một quyền đánh nước xương hoàng kim nghĩ hậu trước đó không ta không nói như vậy thực lực của tần phong mạnh đến mức nào trì long vẫn chưa khắc sâu nhận thức nhưng thực lực của bạch ly đến mức nào hắn ta lại nhìn rất rõ ràng thiếu nữ này mới thật sự là người thâm tàng bất lộ lão bà ta nói đúng trận chiến đấu này lão bà ta bỏ ra rất nhiều công sức, trong 300 triệu đó ta chỉ có thể cho trì quan chỉ huy 3.000 vạn. Ngay sau đó, Tần Phong cũng chuyển 3.000 vạn cho Trì Long, Trì Long nhận được số tiền kia thật sự khóc không ra nước mắt. 3.000 vạn không cách nào hồi vốn số viên đạn mà hắn ta bắn ra, nhưng Bạch Ly đừng bên cạnh nhìn chằm chằm, Tần Phong lại chiếm lý, Trì Long chỉ có thể nuốt xuống lời mình muốn nói. Nếu vì những ích lợi này mà mất cả mạng, vậy được không bù nổi mất ôi tần tiên sinh hy vọng sau này có thể cùng hợp tác trì long nói tất nhiên tần phong mỉm cười gật đầu trì long cũng chỉ có thể nghiến nát răng nuốt vào trong bụng sau đó cũng tiến hành giai đoạn kết thúc cuối cùng của chiến trường không ai để tần phong tham gia dù sao địa vị hiện tại của tần phong đã khác biệt năng lực giả cấp e hắn và trì long có thực lực bằng nhau khiến trong lòng mọi người cảm thấy kính sợ hắn chiến trường được dọn dẹp rất nhanh, máy không người lái ghi chép trận chiến một ngày, cho nên trận chiến của mỗi người đều được thống kê. Tất nhiên Tần Phong là người ra sức nhiều nhất. Căn cứ vào thống kê trên chiến trường, sau cùng số hắc thiết mã nghĩ không bị trì long nổ chết khoảng 2 vạn, điều này thật sự vượt xa khỏi dự đoán của mọi người. Một mình Tần Phong giết tròn một vạn hắc thiết mã nghĩ, còn có phần lớn thú tướng, sau khi Tần Phong giết chết chúng nói đều bị vương thần đi theo bên cạnh thu thập hết tài liệu dị thú thú tướng, Tần Phong không định buôn bán, tất cả đều do vương thần dẫn người mang về căn cứ phong lê. Thành quả chiến đấu của Trì Long cũng rất kinh người, sau khi miễu sát 4 vạn hắc thiết mã nghĩ lại giết 5.000 con, tổng giá trị khoảng 7 ức nhưng trừ đi pháo năng lượng tiêu hao, đại khái chỉ có thể kiếm lời 500 triệu. E rằng số tiền này sẽ dùng để đầu tư mua một nhóm đạn pháo mới, không kiếm được tiền nhưng điểm tích lũy lại có một con số lớn, tròn 43 vạn. Đây cũng là điểm vơ vét tiền mạnh nhất của thương giới giả. Tần Tiên Sinh, điểm tích lũy của ngươi cũng được hạch toán rồi, cộng thêm ngươi chưa sử dụng có 39 vạn, ngươi có cống hiến to lớn với lần chiếm lại hàng trấn này, không bằng cùng ta đến Phúc Thành kiểm tra nhà kho Phúc Thành một chút. Tần Phong nghe đối phương nhắc đến mấy chữ, nhà kho Phúc Thành, trong đầu nhanh chóng xuất hiện mấy hình ảnh. Ý thức lực cường đại khiến Tần Phong rõ ràng nhớ đến hình ảnh trước khi sống lại. Nghe chưa? Bảo tàng vết nứt mà tập đoàn Hồng Nhật tìm kiếm trước đó đã sớm bị người ta trộm mất. Ừm, nghe nói hiện tại tập đoàn Hồng Nhật đang tìm bảo tàng lưu lạc ở bên ngoài. Đã tìm được rồi, bên trong là một kiện ngọc giáp lại lưu lạc đến nhà kho Phúc Thành, rất nhiều năm không có ai cần, kết quả hiện tại lại tìm thấy, tập đoàn Hồng Nhật đang tạo áp lực cho thành chủ Phúc Thành tập đoàn hồng nhật có bao nhiêu đồng sự cường giả cấp a thành chủ phúc thành không có cách nào ngăn cản được đi ai biết hoặc nhìn thành chủ phúc thành cũng có chỗ dựa xem ai có lực lượng mạnh hơn chắc chắn thành chủ phúc thành không đùa hình ảnh trong đầu dần mơ hồ tầm mắt thay đổi khi đó tần phong chỉ đi ngang qua là rời đi phù tần phong hít sâu một hơi xoa mi tâm ý thức lực tiêu hao quá lớn Trí nhớ này chỉ là một hình ảnh đi ngang qua của Tần Phong trước khi sống lại. Nếu không phải tiềm lực ý thức lực của Tần Phong đạt đến cấp SS, hắn căn bản không nhớ đến hình ảnh như vậy. Nhưng Tần Phong biết Ngọc Giáp này chắc chắn là đồ tốt. Đã vậy, tất nhiên phải lấy thứ đồ tốt này vào trong tay. Được, có trị quan chỉ huy đi cùng, e rằng ta thật sự phải đi xem thử nhà kho phúc thành. Trì Long cười ha ha một tiếng, chiến sự lần này đã kết thúc, còn quan chỉ huy cái gì nữa ngươi cứ gọi ta trì long là được thật ra tuổi tác của trì long không nhỏ tần phong là một thiếu niên cũng phải gọi trì long một tiếng long ca nhưng trì long cũng không dám nói như thế vì rõ ràng tần phong có tiềm lực rất lớn có lẽ sau này sẽ trở thành dị năng giả cấp dê huống chi dù là bây giờ cùng cấp e tần phong là dị năng giả cũng có địa vị mạnh hơn một thương giới giả như trì long rất nhiều tần phong gật đầu cung kính không bằng tuân mệnh sau này cứ gọi tên ta là được, tần tiên sinh cái gì, sống vai chiến đấu một trận đừng xa lạ như vậy. Ha ha, được được được. Tần Phong, chúng ta dọn dẹp một chút, chút nữa cùng đi. Được. Hai người đều phải bận rộn một vài chuyện, Tần Phong cũng dặn dò Vương Thần Việt vận chuyển về, dù sao hàng hóa vận chuyển lần này có giá trị ít nhất 3-4 ức. Cũng may còn có Chu Hạo đi theo đội ngũ, dù Hoàng Kim Nghĩ Hậu bị đánh đến tàn tật, lực uy hiếp của nó vẫn còn, nghỉ ngơi mấy ngày cũng có thể khỏe lại. Về phần những người bình thường đi theo Tần Phong chiến đấu hơn 10 ngày, sau khi hỏi thăm ý kiến những người này đều dự định theo Tần Phong trở về căn cứ Phong Lê, thậm chí Tần Phong còn chủ động thu nhận một nhóm nạn dân. Dù sao hiện tại căn cứ Phong Lê thiếu người, cái gì cũng không thiếu, sau khi nghỉ ngơi một ngày đám người cũng dần rút lui, Tần Phong và Trì Long ngồi một đoàn tàu huyền phù xa hoa, quay trở về Phúc Thành. Hàng trấn cách Phúc Thành tròn 6 giờ đường xe, chẳng trách là nơi ai cũng không thích, nếu đi xe bình thường e rằng cũng cần một ngày một đêm, giao thông bất tiện như thế, nơi giả ngoại lại nguy cơ trùng chung, thôn trấn phong bế căn bản không phát triển nổi. Chẳng mấy chốc, tường thành to lớn xuất hiện trong tầm mắt của Tần Phong, đã đến Phúc Thành, Phúc Thành có địa thế cực cao, gần như xưng dựng ở sương núi liên miên, có núi, có nước, địa hình thiên nhiên che kín tất cả kẻ địch. Đây là một khối phúc địa, Hệ số an toàn của nó còn cao hơn Thừa Dương thị một cấp, toàn bộ cấp lãnh đạo của Phúc Thành đều là cấp D, thị trưởng cao nhất cũng là cổ võ giả cấp D7, thực lực rất mạnh. Đương nhiên, sự tồn tại này không thể gặp mặt Tần Phong. Trì Long nhanh chóng hoàn thành một nhiệm vụ, tất nhiên Phúc Thành sẽ khen ngợi một trận, thậm chí mở tiệc ăn mừng nhưng Tần Phong và Bạch Ly không tham gia, mặc dù bọn họ là công thần trong lần chiến đấu này nhưng không phải hỗ trợ nghĩa vụ, cũng không phải người của Phúc Thành. Sự cảm ơn của Phúc Thành đều đặt trong phần thưởng đưa cho Tần Phong. Ngay hôm sau, Tần Phong thấy Trì Long tươi cười xuất hiện ở cửa nhà khách. Nhìn dáng vẻ của ngươi là có chuyện tốt, Tần Phong trêu chọc một chút. Cũng là chuyện tốt với ngươi, Tần Phong nói xong lại lấy ra hai cái hộp nhỏ giao cho Tần Phong, đây là tướng quân của chúng ta đặc biệt phê chuẩn, còn có đặc quyền tiến vào bảo khố cấp 3 của Phúc Thành, chút nữa ăn cơm xong chúng ta có thể đi. Tần Phong mở cái hộp nhỏ ra, phát hiện bên trong lại là một huy chương năng lực giả cấp e phương thức xác nhận huy chương năng lực giả cấp e cũng cần phải đến đại sảnh chứng nhận năng lực giả nhưng dù là phúc thành hay thừa dương thị đều khó có khả năng xác nhận thành công vì gần đây không có dị thú cấp e đây là nơi dị thú tầng thứ cao hơn sinh sống nếu thật sự xuất hiện số lượng lớn thừa dương thị và phúc thành đã sớm bị tiêu diệt hơn nữa ở trong hai thành thị này hàng năm số người tấn thăng năng lực giả cấp e cũng không nhiều thậm chí 3 đến 5 năm mới có một người, vậy sẽ có quyền tự phê duyệt, thông qua tích lũy chiến công đặc thù để đến cấp E, cũng như Tần Phong bây giờ. Điều này cũng giảm bớt rắc rối cho chúng ta, cảm ơn, Tần Phong hài lòng gật đầu, gọi Bạch Ly đến đeo huy chương lên người nàng. Bạch Ly cũng cầm huy chương đeo cho Tần Phong, hai người vô cùng thân thiết khiến người ta cảm thấy hâm mộ. Ba người ăn điểm tâm ở trong nhà khác, những vị khách nhìn ba người này cũng không dám gây ra tiếng động quá lớn thậm chí phát hiện Bạch Ly xinh đẹp cũng không ai dám đến trêu đùa, thậm chí, nhìn nhiều cũng phải cẩn thận, đây là năng lực và sự trấn áp. Sau khi ăn xong điểm tâm, Trì Long dẫn Tần Phong đến căn cứ quân sự Phúc Thành, căn cứ quân sự này xây dựng trên một ngọn núi lớn bị móc rỗng, bên trong được chế tạo từ xi măng cốt thép kín không kẽ hở, dường như còn được dị năng giả hệ thổ gia cố. Sau từng tầng phòng ngự, cuối cùng Tần Phong đã đi đến bảo khố bí mật của Phúc Thành. Tầng thứ nhất nơi này đều là thú tướng cấp dê, thần binh bảo giáp vương giả, cùng một số nội công, dị năng thuật, thuật cường hóa ý thức lực đủ loại, người có thể tùy ý chọn, Tần Phong giới thiệu. Nói là tùy ý, trên thực tế mỗi một vận đều có giá cả điểm tích lũy, cấp thú tướng khoảng mấy ngàn đến mấy vạn, cấp thú vương càng kinh hơn. Tất nhiên Tần Phong không thể dùng điểm của mình đổi lấy những món đồ vô dụng này. Hơn nữa, ý thức lực của hắn cường đại, sau khi phân tán ra ngoài cũng không thấy sự tồn tại mà mình cần thế là lắc đầu tỏ vẻ không có hứng thú dường như trì long đã sớm nghĩ đến lại dẫn tần phong đi xuống một tầng đồ vật ở tầng này rực rỡ muôn màu nhưng giá trị đắt hơn tất cả đều là đồ cấp ép ánh mắt tần phong đảo qua đột nhiên hơi hít mắt lại khóa chặt một chiếc áo choàng chất ngọc không sai cái này rất giống một chiếc áo choàng nữ hình tam giác ngay cả dáng vẻ trưng bày cũng là như thế chất ngọc mỏng như cánh ve còn tinh tế tỉ mỉ như dương chi tổng thể hiện ra màu trắng xóa rất xinh đẹp không biết có phải là cái này hay không nhưng trong trí nhớ những người kia nói là ngọc giáp cũng không nói là áo choàng chất ngọc nhìn lại xem tần phong nói còn chưa xem tầng thứ ba đâu nhưng sau khi tần phong rời đi phía dưới chiếc áo choàng chất ngọc này và một khóc bạch ngọc đơn độc lại tỏa ra một tia sáng như lóe lên hoa văn kỳ quái gì đó trong lòng tần phong hơi động tiểu bạch vừa rồi ngươi có thấy cái áo choàng kia lóe lên không? Tần Phong hỏi thăm Bạch Ly ở trong ý thức lực. Không có, Bạch Ly trả lời, ánh mắt dừng trên chiếc áo choàng này một chút như đang cẩn thận xem xét. Thế nhưng ở trong tầm mắt của Tần Phong thì ánh sáng này càng ngày càng sáng. Tiểu Bạch, ngươi đổi cái áo choàng này đi. Bạch Ly giết chết thú vương sau cùng, cộng thêm bình thường cũng thỉnh thoảng ra tay, mặc dù đến cuối điểm tích lũy của Tần Phong không cao nhưng cũng có đủ 8 vạn điểm tích lũy, tuy bạch ly không hiểu tại sao tần phong muốn làm như thế nhưng vẫn lên tiếng nói lão công cái này đẹp mắt ta muốn tần phong âm thầm cho bạch ly một ánh mắt khen ngợi đối phương lại tìm được một lý do rất tốt thế là tần phong bình tĩnh nói đẹp thì đổi đi ngươi quét xem bao nhiêu điểm tích lũy nếu không đủ thì ta cho ngươi bạch ly đi lên dùng bộ đàm quét một cái lại có tư liệu kỹ càng hơn áo choàng là một loại trang bị tu luyện đặc thù sau khi đeo lên có thể nâng cao tinh thần lực, nhưng vì nguyên nhân tạo hình nên không thích hợp chiến đấu, tháo ra sẽ bị hủy hoại nên mới để lại nơi này. Giá bán là 65.000 điểm tích lũy, vậy ta tự đổi, Bạch Ly trực tiếp chọn mua sắm để mua lại cái áo choàng này, tủ kính trưng bày áo choàng cũng mở ra, Bạch Ly đặt cái áo choàng này vào không gian của mình. Trái tim Tần Phong đập nhanh hơn, luôn cảm thấy kiện trang bị này bất phàm. Trì Long đứng bên cạnh căn bản không để ý, chỉ cho rằng Bạch Ly rất tùy hứng đổi một thứ căn bản không cần đến. Chúng ta đến tầng 3 xem chút đi, Tần Phong nói. Bảo bối tốt vẫn ở tầng 3. Trì Long cười nói, dẫn theo Tần Phong xuống tầng 3. Đến nơi này không gian rất lớn, nhưng đồ vật lại ít hơn. Tuy cao tầng Phúc Thành có một nhóm cấp D nhưng cũng có thể đếm được trên một bàn tay, lực lượng đỉnh cấp chân chính vẫn là năng lực giả cấp E, nhưng năng lực giả cấp E phải săn giết thú vương thú tướng cấp E, vậy rất khó khăn, cho nên, những thứ kia đều là lúc thị trưởng, tướng quân thành phố ra tay, để lại chút canh thịt. Tần Phong nhìn quanh, chẳng mấy chốc đã phát hiện một thứ mà mình cần. Bí kỹ dị năng, hỏa long chi thuật. Ở Phúc Thành cùng có cái này, Tần Phong nhìn tấm da thuộc màu đỏ rực đặc thù được trưng bày trong cửa sổ thủy tinh. Tốc độ tấn thăng của Tần Phong cực nhanh, vì có đá hắc ám trợ giúp hòa tan một số địa ngục hỏa bên ngoài. Mặc dù bây giờ Tần Phong là năng lực giả cấp E nhưng thật ra ý thức lực còn chưa đến cấp E, sau khi dị năng giả đạt tới cấp E mới có thể nắm giữ một số dị năng to lớn uy lực hủy thiên diệt địa. Trước đó Trì Long thả ra đạn pháo nổ nát một sào huyệt của hắc thiết mã nghĩ, một hơi tiêu diệt bốn vạn trùng thú, đây là việc nghe rợn cả người đến mức nào, nhưng dị năng giả tất nhiên sẽ mạnh hơn thương giới giả, thứ Tần Phong đang thiếu cũng là một dị năng bản hiệu của dị năng giả như thế nhưng vì phù văn dị năng không có cách nào nhanh chóng nắm giữ, việc tu luyện rất khó khăn, một dị năng cường đại phải lĩnh ngộ 3 đến 5 năm cũng chưa nói chắc được. Ngoại trừ hỏa long chi thuật, còn có tinh hỏa chi thuật, dung nham chi thuật đủ loại đều là cấp E có thể học tập, nhưng đó là sự tồn tại không dễ thu hoạch được, tiền tài không mua được. Ta muốn cái này. Tần phong quét điểm tích lũy một cái, một bí thuật này lại có giá trị 35 vạn điểm tích lũy, ta còn muốn đổi một số tài liệu thú vương cường hóa trang bị phù văn một chút xem ra không được tần phong nói nhưng khuôn mặt vẫn rất vui vẻ hỏa long chi thuật này là sự tồn tại khá cường đại lão đệ ngươi được lợi vẫn còn khoe mẽ đây là tài nguyên của thành thị chúng ta đấy nếu không phải bây giờ không có dị năng giả hệ hỏa cường đại nói thế nào cũng không đến lượt ngươi trì long vừa cười vừa nói sau khi tần phong đổi những thứ này còn lại bốn vạn điểm tích lũy Bạch Ly cũng còn lại 2 vạn. 6 vạn điểm tích lũy đổi 30 bình đặc sản Phúc Thành, Lưu Quang Mật. Đây là một loại trùng thú cỡ nhỏ cấp E bị nuôi nhốt trong núi lớn đặc thù, thành chủ phu nhân Phúc Thành lại khế ước một đầu Lưu Quang phong cấp thú tướng. Những mật ong này đều được thu thập như thế, một bình chỉ dài bằng ngón tay lại cần 2.000 điểm tích lũy. Nhưng tác dụng của nó cũng rất mạnh mẽ, có thể nhanh chóng khôi phục ý thức lực của mọi người, Tuy Phúc Thành có ít dị năng giả nhưng thương giới giả lại một đống lớn, cũng vì có những lợi ích thừa thải này. Tần Phong vừa đổi xong, Trì Long cũng đã sớm chuẩn bị, chẳng mấy chốc đã đổi ba cái đạn pháo tiêu hết 30 vạn điểm tích lũy, sau đó lại thay thế một vài đạn dược cỡ nhỏ, bổ sung đồ dự trữ cho mình. Thương giới giả đúng là chức nghiệp thổ hào. Về đến nhà khách, Tần Phong không kịp chờ đợi để Bạch Ly lấy áo choàng ra phía dưới cùng của áo choàng hình tam giác chỉ có một khối bạch ngọc hình thoi rũ xuống, trong tầm mắt Tần Phong lại sáng lấp lánh. Ngón tay Tần Phong chạm vào đó, lại phát hiện không có bất kỳ hiệu quả nào. Tần Phong đột nhiên linh cơ xoay chuyển, ý thức lực đã rơi vào bạch ngọc. Quanh! Trong nháy mắt, Tần Phong chỉ cảm thấy ý thức của mình tiến vào một cái mê cung cực lớn, xung quanh toàn là tường thành màu trắng ngọc thạch, chỉ có một lối đi thẳng tắp lên trước, hơn nữa phía trước lối đi này có một khối ngọc thạch to lớn khắc bốn chữ: Thần ý đồ phổ. Ngay sau đó, một dãy chữ đặc thù xuất hiện trong đầu Tần Phong, nhưng hắn lại có thể hiểu được tất cả. Đây, thứ này lại là cách tu luyện ý thức lực đến cấp S. Tần Phong giật mình, nói cách khác thậm chí thần ý đồ phổ này là sự tồn tại có thể so sánh với hấp tinh quyết. Kỳ ngộ như thế, vì tiên tri trước lại bị Tần Phong lấy được, nhưng ngay sau đó Tần Phong lại nhíu mày việc tập đoàn Hồng Nhật đối đầu với Phúc Thành, chắc là 3 năm sau đi, đến lúc đó thần ý đồ phổ này sẽ trở thành mầm tai họa, hấp dẫn ánh mắt của tập đoàn Hồng Nhật, nhưng ngay sau đó hàng lông mày của Tần Phong lại giãn ra. 10 năm trước khi ta sống lại đã đến cấp A, hiện tại trong vòng 3 năm ta chắc chắn lên cấp A, hơn nữa còn là cấp A bậc thiên kiêu, vậy sợ gì tập đoàn Hồng Nhật? Nghĩ vậy, ánh mắt Tần Phong trở nên kiên định đồ đã rơi vào tay hắn còn để người ta cướp đi được sao hiện tại điều phải làm là nhanh chóng tiêu hóa món đồ này ý thức lực của tần phong bắt đầu kéo dài thăm dò bên trong thần ý đồ phổ con đường thẳng tắp nhanh chóng đi đến cuối xuất hiện ba ngã rẽ tần phong muốn dùng ý thức lực đi bên trái nhưng lại bị bắn ngược về đi bên phải cũng bị bắn ngược về trong hiện thực tần phong nhíu mày nhưng nhanh chóng thả lỏng phía dưới cùng áo tròn bạch ngọc tam giác trôi nổi ở giữa không trung trước mặt hắn ba viên ngọc thạch tầng thứ hai đếm ngược đồng thời phát sáng trong ý thức lực tần phong một lòng ba việc chia cắt ý thức lực thành xúc giác chia ra vào ba lối đi lần này không bị bắn ngược nữa tần phong lại nhanh chóng đi về phía đó nhưng sau đó cuối ba lối đi lại có ba ngã rẽ tần phong lập tức gặp đề khó tuy cũng có thể chia cắt thành chính ý thức lực xúc giác nhưng đi đến sau đó lại có một loại cảm giác không thể kéo dài. Sau nửa giờ, sắc mặt tần phong trắng bệch thu hồi ý thức lực, ý thức lực đã rỗng tuyết. Ta không tin. Tần phong lấy ra lưu quan mật vừa đổi được, trực tiếp nuốt mất một bình, tốc độ ý thức lực khôi phục cực nhanh. Hắn cảm thấy mình còn thiếu một chút là có thể thông qua, hơi không cam tâm. Hòa ý thức lực vào trong thần ý đồ phổ, không ngừng tiến lên, lại đến. Một lần nữa, sau 7 8 lần, cuối cùng Tần Phong đã đi đến cuối lối đi Bạch Ngọc, nhưng sau đó thấy 27 lối đi, Tần Phong chỉ cảm thấy hoa mắt, ý thức lực đã lui ra. Ngay sau đó, Tần Phong cảm thấy ý thức lực cuốn về càng ngày càng nhiều, càng ngày càng to lớn, đạt tới cực hạn lúc trước của hắn. Một cảm giác hiểu ra dâng lên trong đầu hắn. Trong vô thức, ý thức lực của Tần Phong lại đã tấn thăng đến cấp E, ánh mắt Tần Phong sáng ngời có thần, chợt hiểu rõ. Thần ý đồ phổ thật mạnh, Tần Phong thu hồi ý thức lực, thần ý đồ phổ cũng rơi xuống nhưng trong mắt Tần Phong, ba hàng dưới cùng của thần ý đồ phổ đã tản ra tia sáng. Tần Phong đếm, thần ý đồ phổ có khoảng 9 hàng, nếu một hàng đại diện cho một giai đoạn, vậy e rằng thần ý đồ phổ này có thể khiến ý thức lực đến cấp SS, đáng sợ, bảo bối như vậy nhất định không thể để người ngoài biết đến. Bạch Ly, thu lại giúp ta, Tần Phong đặt thần ý đồ phổ trong không gian của Bạch Ly. Lúc này mới yên tâm. Tạm thời thần ý đồ phổ không cần tu luyện đặc thù, vì Tần Phong biết trước đó một hơi đột phá ba hàng bạch ngọc không phải thiên phú của hắn hơn người, mà vì ý thức lực của bản thân hắn đã đạt đến cấp F9, còn kém một bước qua cửa. Nhưng muốn đột phá hàng thứ tư, e rằng cũng cần gom góp một đoạn thời gian, sau đó, Tần Phong lại lấy ra tấm da thuộc hỏa long chi thuật kia. Phù văn màu đỏ rực bên trên đang nhảy nhót toàn bộ tấm da thuộc như một đám lửa tản ra tia sáng. Dị năng, thôn phệ. Tần Phong không giống những người khác, cẩn thận nhìn tấm da thuộc, không ngừng suy đoán mỗi một phù văn bên trên, khắc họa những phù văn này vào tinh cầu dị năng. Đối với Tần Phong, loại phù văn này chỉ cần vận dụng dị năng là có thể lập tức học được. Trong tầm mắt, ý thức lực cấp e cường đại bao phủ, tinh cầu kim cương điên cuồng chuyển động. Tấm da thuộc trên tay Tần Phong bốc cháy, ngọn lửa lại bị mi tâm của tần phong hấp thu trong chớp mắt này tấm da thuộc màu đỏ rực biến thành cháy đen sau đó thành màu xám tro thậm chí đã trở thành một mảnh bột phấn trong tinh cầu ý thức lực của tần phong phù văn hệ hỏa tần phong lớn đều bị đá hắc ám lây nhiễm biến thành địa ngục hỏa màu đỏ sậm sau đó lại theo tinh cầu kim cương chuyển động màu sắc đỏ thẫm dần bị tinh cầu kim cương bao trùm tạo thành một con trường long màu đỏ thẫm chờ đến khi tất cả phù văn được khắc họa lên Trường Long đã sống động như muốn bay lên. Dị năng, hỏa long, thành, thời gian một ngày, hai món bảo vật đến tay, tất cả đều bị Tần Phong hấp thu. Thiên phú dị năng được trời cao ưu ái khiến Tần Phong tiến bộ nhanh chóng. Nhưng trước khi đến cấp E đều là năng lực giả sơ cấp, sau cấp E tốc độ tấn thăng sẽ giảm đi trên diện rộng, không phải chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành. Ngày hôm sau, Tần Phong dùng bộ đàm liên hệ với Trì Long, dự định rời khỏi Phúc Thành, không định ở lại phúc thành chơi nữa sao phong cảnh của phúc thành chúng ta cũng không tệ lắm trì long cười nói không được ta còn có vài chuyện cần hoàn thành dù sao ta còn có một căn cứ cỡ nhỏ tần phong rất ít quan tâm căn cứ phong lê chỉ coi đây là một cái cớ mà thôi ha ha đã hiểu ta chuẩn bị xe cho các ngươi coi như tạ lễ của ta cảm ơn bạch cô nương ra tay giúp đỡ trì long vừa cười vừa nói Trước mặt Tần Phong và Bạch Ly là một chiếc chiến xa huyền phù bản dài khá hào hoa, hệ thống tự động chạy, không gian bên trong cực lớn, trong xa xỉ lại thoải mái dễ chịu, không chỗ nào không hào hoa. Giá bán của chiếc chiến xa huyền phù này rất đắt đỏ, tròn 2.000 vạn. Trì Long không có tốc độ kiếm tiền của Tần Phong, 2.000 vạn vẫn hơi thịt đau với Trì Long nhưng hắn ta vẫn phải bỏ số tiền này, dù sao trước đó Tần Phong còn chuyển cho hắn ta 3.000 vạn, nói trắng ra trì long không muốn khiến ấn tượng của tần phong với hắn ta trở nên tệ hơn vậy thì cảm ơn khách sáo cái gì sau này cùng nhau chiến đấu có thể giúp đỡ một tay đừng quên huynh đệ đó tất nhiên tần phong gật đầu trì long này cũng là người khác được ít nhất không phải loại không có đầu óc làm việc khéo đưa đẩy trở thành bạn bè với loại người này cũng rất thoải mái đương nhiên trở thành kẻ địch với loại người này sẽ không vui vẻ như vậy hơn nữa câu trả lời của tần phong cũng không phải lời khách sáo hiện tại địa cầu như tận thế muốn đi xa cũng rất khó khăn nguy cơ sẽ xảy ra bất cứ khi nào cần sự tồn tại như đám năng lực giả bọn họ đến đó ổn định người cùng cấp bậc thường xuyên chiến đấu cùng nhau cũng sẽ xảy ra mâu thuẫn tóm lại sau này gặp được việc gì có thể giúp đỡ thì giúp một chút tần phong lái chiếc chiến xa huyền phù mới rời khỏi phúc thành nhưng sau khi rời khỏi phạm vi tuần tra của phúc thành Tần Phong lại đi vào một ngã rẽ, đổi đường đi. Con đường này không phải hướng trở về Thừa Dương thị, nhưng nơi này lại là mục đích khi Tần Phong đến hàng trấn. Tần Phong nhìn bộ đàm một chút, thời gian khá ăn khớp với trí nhớ trước khi sống lại. Trên ngã rẽ, một chiếc xe hàng lớn chạy trên đường núi, trên mui của xe hàng lớn có từng thương giới giả lười biến đứng hút thuốc ở đó. Đây cũng không phải đội ngũ vận hàng bình thường. Nếu có cái gì không bình thường vậy chính là đội ngũ vận hàng này đang âm thầm vận chuyển một vài đồ vật đặc thù. Nô lệ, đây là một chiếc xe muốn đến Hải Thành, đây là một tòa thành thị tạo thành hình tam giác với Thừa Dương, Phúc Thành, không chỉ như thế Hải Thành cũng giống với tên của nó, vị trí gần biển như tảng đá cố chấp sẽ bị sóng biển cọ rửa bất cứ lúc nào. Vì mỗi ngày đều nên đó một trận chiến, cũng dẫn đến năng lực giả nơi này sẽ tử vong bất cứ lúc nào, dựa vào chém giết còn có cuộc sống xa hoa lãng phí. Một vài nữ tử trẻ tuổi xóm nghèo đều bị bán đến Hải Thành. Nhưng Tần Phong trước khi sống lại nhận nhiệm vụ hộ tống cũng không biết. Đương nhiên sau khi biết được, bản thân từ cõi chết trở về cũng không có sức lực đi quan tâm người khác. Hơn 10 chiếc xe hàng lớn nhanh chóng gào thét qua, không thấy Tần Phong ở ngã rẽ, lúc này Tần Phong mới điều khiến chiến xe lên đường một thương giới giả trên mua xe hàng lớn lập tức chú ý đến chiếc xe của Tần Phong. Đệt, đây là gặp được thổ hào. Mặc dù loại này là phiên bản dài, nhưng tuyệt đối là xe bay hình dáng xe kiệu, không phải là vì khoe của sao, đi giả ngoại thật sự không quá thực dụng. Đối với một số năng lực giả cấp dê, loại xe này còn không phải xe thổ hào sao, bây giờ, chiến xa huyền phù phiên bản dài vô cùng hào hoa này lái theo sau một đám xe hàng cực lớn không có năng lực lơ lửng, luôn có cảm giác rất không hài hòa xe này không có ý định vượt qua dự định đi cùng đường với chúng ta trong mấy bộ đàm kết nối với nhau một thương giới giả nhíu mày nói luôn cảm thấy không thích hợp nếu không lão tử cho hắn một phát súng ngươi điên rồi muốn chết đừng liên lụy chúng ta ai biết người ngồi bên trong là ai chẳng may là năng lực giả cấp ép vậy chờ chết đi mọi người lo lắng nhìn chiếc xe sang trọng kia nhưng chạy một đoạn đường chiếc xe này vẫn bám theo bọn họ bọn họ cũng bắt đầu lo lắng lúc này đây xe đã tiến vào con đường giữa hai núi ầm uhm. một tiếng súng quanh quẩn trên đường núi đầu một thương giới giả cấp dây trên mui xe bắn ra một đống sương máu hơn một mét thân thể thương giới giả cấp dây này ngã xuống theo tiếng động thân thể nghiêng đi ngã xuống từ trên xe địch tập kích một thương giới giả hoảng sợ hét lên một tiếng giọng nói sắc nhọn như nữ nhân ngang qua chân trời thế nhưng bọn họ không hề nhìn thấy kẻ địch nếu không phải kẻ địch quá xa thì trong số kẻ địch có thương giới giả thực lực mạnh hơn bọn họ dùng ý thức lực che đậy từng thương giới giả đứng bên ngoài bị điểm danh giết chết những người còn lại cũng không dám thò đầu ra dường như thấy bọn họ co đầu rụt cổ ở bên trong lúc này người mai phục mới lần lượt xuống núi thật ra bọn họ không có nhiều người chỉ hơn hai mươi nhưng hành động tập kích cộng thêm những thương giới giả cấp dê kia không đề phòng, lúc này mới trúng chiêu. Lúc này, thấy những người này đi ra, người trong đoàn đội xe hàng giận dữ trống lên. Cách lão tử, giết chết bọn họ cho ta, báo thù cho huynh đệ. Mấy cổ võ giả muốn xông ra, đương nhiên trong đội ngũ của bọn họ không có sự tồn tại của dị năng giả, nhưng lúc này chiếc chiến xa huyền phù hào hoa siêu cấp dài bị xe hàng to lớn che khuất lại phát ra tiếng ầm vang. Ông, máy móc phát ra vận luật đặc biệt tiếng động khiến người ta cảm thấy rất hưởng thụ xe bay đột nhiên dâng lên chạy như bay qua khoảng không phía trên những xe hàng lớn đó sau đó xe lại đột nhiên hạ xuống dừng lại giữa hai nhóm người lần này dù là minh xà hắt đoàn hay đoàn xe hàng đều ngơ ngác người của minh xà hắt đoàn cho rằng đây là trợ thủ của đối phương chỉ không ngờ lại lái một chiếc xe sang trọng như thế e rằng thực lực cũng không kém người của đoàn xe hàng càng cảm thấy Tần Phong là kẻ địch, dù sao vừa rồi chiếc xe sang trọng này đi theo bọn họ, kết quả bọn họ lại gặp được chuyện hiện tại. Nhưng lúc mọi người đang suy đoán, cửa xe đã mở ra, một bóng người đi ra từ bên trong. Thương giới giả minh xà hắc đoàn lại không quan tâm những chuyện đó, một đống viên đạn con thoi bắn về phía Tần Phong. Tạch 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 tạch. Chỉ là những viên đạn này đều dừng lại ở chỗ cách người Tần Phong một mét, không tiếp tục tiến lên trước một bước. Phản Tần Phong lạnh lùng nói, những viên đạn này như thủy triều rút, thậm chí tốc độ càng nhanh hơn lúc đến, lần lượt bắn ngược về. Không tốt Cổ võ giả cầm đầu lập tức thay đổi sắc mặt, rút ra vũ khí. Ken 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 Viên đạn bị bắn ngược về nhưng những người khác không có tốc độ phản ứng này, lập tức bị bắn trúng người, kêu thảm ngã xuống. Một kích này khoảng hơn 10 người hai chân trúng đạn, ngã trên mặt đất. Tần Phong bước xuống từ vị trí ghế lại, bộ quần áo tác chiến ánh sáng bạc trên người hắn khiến người thấy trợn to hai mắt, không chỉ như thế, huy chương lớn khoảng bàn tay ở ngực lại hiện ra một ký hiệu cấp E, người Minh xà hát đoàn đều ngơ ngác. cấp E, làm sao có thể, bọn họ đã điều tra đội vận chuyển này, cho nên mới chuẩn bị xuống tay, sao hiện tại đột nhiên thêm một người cấp E, bọn họ muốn hỏi, không dám tin, nhưng hiện tại như có hai bàn tay to giam giữ bọn họ, khiến bọn họ căn bản nói không. Nên lời. Đó là ý thức lực cường đại phát ra từ trên người Tần Phong, khiến năng lực giả hạ cấp này ngay cả thở cũng thấy tốn sức, lưng cũng bị ép đến cong xuống. Phanh. Một thương giới giả của Minh xà hắc đoàn không chịu nổi uy áp này, hai đầu gối mềm nhũng quỳ trên mặt đất. Đại nhân, đừng, đừng giết ta. Những người khác như được người này nhắc nhở, cũng lần lượt bịch một tiếng quỳ trên mặt đất vội vàng xin tha đối mặt với một năng lực giả cấp e bọn họ căn bản không có sức đánh trả tần phong nhìn những bóng dáng ngã lộn nhào này ánh mắt liếc qua cuối cùng đã tìm được người mà hắn muốn tìm đó là một thanh niên có vẻ ngoài lưu manh thoạt nhìn cũng chỉ hai mươi tuổi trong tay cầm một thanh trường đao là một năng lực giả cấp d ba lúc đó cũng là hắn ta đuổi giết mình sau cùng bị giết ngược ý thức lực khẽ động người này bị kéo đi lập tức hét thảm viên đạn do tần phong bắn ngược trước đó cũng bắn vào trên người hắn ta a à. đại nhân đại nhân người kia hoảng sợ kêu lên tần phong nhìn đối phương đôi mắt tối đen giọng nói trầm thấp như mang theo sự dụ dỗ trả lời ta mấy vấn đề ta sẽ không giết ngươi tần phong nói người kia liên tục gật đầu ta nói ta sẽ nói hết tần phong hài lòng cong môi cười các ngươi là tổ chức gì Minh xà, chúng ta là tổ chức hắc ám Minh xà hắc đoàn, đại nhân, ta mới gia nhập, ta cũng bị ép đến bất đắc dĩ, ta chưa từng giết người. Nụ cười trên khóe miệng tần phong biến mất, ánh mắt của hắn vô cùng lạnh băng, áp lực trên người càng lớn hơn. a à, một số người bị ép đến căn bản không ngẩng đầu lên được. Tần phong bóp cổ của đối phương, ngươi nói những lời dối trá này, tưởng có thể lừa được ta sao? Cả người tên kia run rẩy lại càng thêm sợ hãi, Vội vàng nói, đại nhân, ta thật sự không lừa ngươi. Tần Phong lại lắc cổ đối phương, người kia chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ truyền đến khiến cổ của hắn ta cũng bị gãy mất. Có lẽ là sợ hãi nên trên cổ người này toàn là mồ hôi lạnh, lúc này xoay ra nhìn một chút có thể thấy rõ ràng hình xăm. Tần Phong cười lạnh một tiếng, hình xăm này là xảy ra chuyện gì? Ngươi cũng phải biết chứ. Tần Phong vừa nói xong, đồng tử của người kia cũng co rụt lại không chỉ như thế một năng lực giả cấp ép nằm dưới đất cũng thân thể cứng đờ hiện tại ý thức lực của tần phong nhạy bén đến mức nào gần như ngay sau đó ánh mắt đã dừng ở trên người của đối phương người kia vội vàng cúi đầu không để mình lộ ra ngoài nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến điều gì đó vội vàng giơ cổ lên chỉ trong nháy mắt ngắn mũi này tần phong đã nhìn rõ ràng thì ra ngươi cũng có tần phong nghĩ đến điều gì đó đi thẳng đến không không có đại nhân ta không nghe hiểu ngươi đang nói cái gì a à, người kia hét thảm một tiếng lại là tầng phong đá một cái vào sau lưng người kia nửa ngồi sổng xuống bàn tay đè đỉnh đầu của năng lực giả cấp dơi này xuống khiến đối phương trực tiếp biến thành chó gặm bùn hình xăm trên cổ cũng đã lộ ra ngoài người này cũng có hình xăm này không chỉ như thế có lẽ hắn ta còn biết nhiều hơn dù sao đây là một năng lực giả cấp ép Ánh mắt Tần Phong nhìn thoáng qua, những người khác không cách nào trốn khỏi ánh mắt của hắn, như đã sớm bị nhìn thấu. "Đại nhân, hình xăm gì, ngươi xem ta không có." "Đại nhân, ta cũng không có." "Đại nhân, ta không có cái gì, bỏ qua cho ta đi." Những người khác cầu xin. Tần Phong hờ hững gật đầu, cũng đúng, cũng không có. Những người kia vội vàng thở dài một hơi nhưng ngay sau đó ngọn lửa màu đỏ tối lại giáng xuống từ trên trời, bao phủ những người này. Không có hình xăm thì không có bất kỳ giá trị gì. Quanh! Ngọn lửa cháy hừng hực, 20 người của Minh xà hát đoàn đều bị đốt thành tro bụi. Thấy tần phong bụng giả dạ ác độc như vậy, trong ánh mắt ta năng lực giả cấp ép kia như kiên định hơn nhưng không đợi hắn ta hành động, tần phong đã đi ra phía trước. ầm, Một quyền trực tiếp đập vào miệng của đối phương, lực lượng to lớn đánh đầu của năng lực giả cấp ép này nghiêng sang một bên Phốt. cả một miệng răng của người kia không rơi một cái nào tất cả đều bị đánh nát điên cuồng bắn ra ầm uhm. phanh 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 tần phong liên tục đánh bốn quyền cắt ngang tay chấn của đối phương trên cổ tay đeo bộ đàm trực tiếp bị xoay ngược hấp tinh quyết nội lực bị hấp thu cùng loạn trong đan điền khô cạn không thừa lại một sợi nào Tần Phong hơi nhấc ngón tay lên, địa ngục hỏa lập tức thiêu hủy tóc, quần áo của đối phương. Bịch Dưới nhiệt độ nóng bỏng, một cái ống nghiệm vỡ nát, chất lỏng màu xanh lam chảy ra khiến người ta cảm thấy tà ác quỷ dị. Cuối cùng Tần Phong đã dừng tay, vật thí nghiệm người biến dị. Hả, Tần Phong nhìn người kia, cười lạnh một tiếng. Lúc này năng lực giả cấp ép đã bị công kích nhanh chóng mà dày đặc của Tần Phong đánh cho đau đớn không kêu nổi nữa thủ đoạn của Tần Phong rất chuyên nghiệp, đánh nát răng không để đối phương tự sát, đốt trụng tóc đề phòng có dấu máy nghe trộn. Cắt ngang tứ chi lấy đi bộ đàm đề phòng mật báo, về phần đốt sạch quần áo cuối cùng, tất nhiên là sợ đối phương có lá bài tẩy gì đó. Bây giờ cũng không còn thấy ống thuốc tim kia nữa. Sau đó, Tần Phong không để ý đến người kia, ngược lại ánh mắt nhìn sang người trẻ tuổi. Không muốn giống như hắn, ngươi thử động đậy chút xem, giọng nói uy hiếp của tần phong vang lên không không đâu ta không có người trẻ tuổi này đã sợ vỡ mật tần phong kéo đối phương qua xếp hai người lên nhau như chồng người ngay sau đó móc ra một khẩu súng đừng đừng giết ta người kia kêu lên tần phong lấy ra một viên đạn dài khoảng một ngón tay trọng hai ngón tay nhét vào trong khẩu súng màu bạc ầm um. một tiếng súng vang lên một tấm lưới nhện lớn màu tuyết trắng nhanh chóng bao bọc hai người, Tần Phong tiến lên một bước, hai người ở bên trong như hồ lô lăn đất, bị trói buộc trong lưới lớn. Sau đó, Tần Phong quăng hai người lên thẳng trên mui xe, dính sát ở trên đó. Tần Phong muốn bước lên xe nhưng lúc này cổ võ giả cấp ép trong đội xe vận tải đột nhiên đi tới, mở miệng nói, đại nhân, cảm ơn ngươi ra tay giúp đỡ, lần này thật sự rất cảm ơn, trên xe chúng ta còn có chút hàng hóa, hay là ngươi chọn một, tần phong nhìn thoáng qua đối phương hắn nhớ kỹ tên của người này gọi là lưu hành năng lực bình thường cũng không am hiểu chiến đấu lúc ấy vừa đối mặt đã bị cổ võ giả cấp ép của minh xà hát đoàn giết chết nhưng năng lực quản lý của hắn ta không kém có đầu óc buôn bán nếu không cũng không lựa chọn làm loại buôn bán này tần phong nói ta mua tất cả hàng hóa trên xe của ngươi đừng đưa đến hải thành đưa đến căn cứ phong lê đi đến lúc đó báo tên của ta nhận tiền là được ta tên Tần Phong. Lưu Hành ngạc nhiên nhìn Tần Phong lên xe, ánh mắt nhìn thoáng qua bên trong cuối cùng thấy được một thiếu nữ nghiêng nước nghiêng thành ngồi trên ghế phụ, trên ngực đeo một ký hiệu năng lực giả cấp E, không chỉ như thế, đối phương còn thông qua khe cửa đang đóng lại nhìn thoáng qua Lưu Hành một cái. Cả người Lưu Hành lập tức run rẩy như bị dị thú kinh khủng gì đó để mắt đến, trong lòng hắn ta xuất hiện một loại cảm giác mình làm chuyện xấu. Cũng là một đại nhân năng lực giả cấp E, nghe thấy mình muốn đưa lễ vật cho nam nhân của nàng sau này không tìm mình gây chuyện chứ nhưng chẳng mấy chốc trong đầu hắn ta lại có một suy nghĩ khác tần phong vì sao lại nghe quen tai như thế căn cứ phong lê a à. trên mặt người kia lộ ra vẻ ngạc nhiên dường như từng nghe nói đến uy danh của tần phong tần phong không biết suy nghĩ của đối phương lúc này hắn dẫn theo hai tù binh nhanh chóng rời khỏi đường lớn tùy tiện tìm một nơi vắng vẻ dừng lại tần phong đạp hai người xuống xe hiện tại có phải nên nói việc ta cảm thấy hứng thú rồi không tần phong nói năng lực giả cấp ép này ngậm miệng không nói ngược lại người trẻ tuổi hoảng sợ hỏi đại nhân ngươi cảm thấy hứng thú với việc gì ta đều nói đều nói im miệng năng lực giả cấp ép mơ hồ quát lên hắn ta không có răng hiện tại muốn cắn lưỡi tự sát cũng không làm được đương nhiên hắn ta vẫn có thể tự bạo đang điền nhưng hấp tinh quyết của Tần Phong lại khiến hắn ta không tụ tập nổi một tia nội lực nào, nội lực của hắn ta đều bị Tần Phong hút đi, là người nào nên im miệng, không phải là ngươi sao, Tần Phong bóp cổ tên năng lực giả cấp ép này, ánh mắt lại nhìn về phía người trẻ tuổi kia. Nói đi, hình xăm này của ngươi làm ở đâu? Là lão đại, lão đại dẫn ta đi làm. Ta cũng không rõ là nơi nào, người trẻ tuổi vội vàng bán đứng đồng đội năng lực giả cấp ép này trận to mắt nhìn hắn ta hiện tại chỉ cảm thấy hối hận đến phát điên trước đó hắn ta lựa chọn người này gia nhập tổ chức cũng vì cảm thấy người này bụng dạ ác độc thích hợp là nghề này bây giờ xem ra hắn ta bụng dạ ác độc hơn bất kỳ ai dù mình có ơn tri ngộ với hắn ta cũng không sánh bằng sự uy hiếp sống chết nghĩ đến cũng đúng loại người này sao có thể là một người trung thành nghĩa khí chứ vậy lần này các ngươi muốn đánh cướp đoàn đội kia là làm cái gì Tần Phong nói. Người trẻ tuổi kia vội vàng nói là vì những nô lệ kia, lão đại nói muốn buôn bán nô lệ nhưng thật ra là dự định kéo đi làm thí nghiệm. Xem ra ta không tìm nhầm người, các ngươi thật sự là người của tổ chức giác. Năng lực giả cấp ép kia nghe Tần Phong nói vậy lập tức trợn to mắt. Rất hiển nhiên, hắn ta không ngờ Tần Phong lại biết đến tổ chức của bọn họ nhưng chẳng mấy chốc vẻ mặt hắn ta đã trở nên dữ tợn. Nếu ngươi biết tổ chức của chúng ta. Chắc cũng biết tổ chức của chúng ta có năng lực lớn bao nhiêu, đừng nói là phúc thành, rất nhiều thành thị đều có căn cứ của chúng ta. ngươi làm như vậy với người của tổ chức chúng ta, ngươi biết sẽ có hậu quả gì không? ầm, uhm. a à, tần phong thu lại nắm đấm vừa đập lên trên người năng lực giả cấp ép này, cười lạnh nói, lúc này còn uy hiếp ta? Khụ 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 khụ. năng lực giả cấp ép này phun ra dòng máu, ho khang trong mắt xuất hiện vẻ e ngại chẳng mấy chốc hắn ta đã ngậm miệng lại không định nói gì nữa vì nói càng nhiều thì giá trị của mình càng thấp chết càng nhanh hơn nhưng lúc này cửa ghế phụ của chiến xa huyền phù hào hoa mở ra bạch ly tò mò nhìn về phía tần phong lão công ngươi dự định nghiêm hình bức cung sao ta biết thôi miên vốn tần phong định sử dụng bạo lực tay một trận thôi miên tần phong không biết bạch ly lại có được năng lực như vậy đúng vậy mấy ngày trước ta xem phim thấy có thương giới giả làm như vậy ta cảm thấy dùng rất tốt ý thức lực của thương giới giả cực mạnh tất nhiên có thể làm được việc dùng ý thức lực khống chế người bình thường huống chi phim điện ảnh đều cho người bình thường xem bên trong xuất hiện một hai năng lực giả cũng được thần thoại lên trên thực tế loại phương pháp thôi miên này áp dụng trong tình huống ý thức lực của cả hai chênh lệch rất lớn ví dụ như người trẻ tuổi kia Tần Phong chưa ra tay mà đối phương đã nói hết lời nên nói, đây là một loại uy áp của năng lực giả cấp cao với cấp thấp. Đối với năng lực giả cấp ép, hiển nhiên dùng không tốt lắm. Nhưng Bạch Ly đã đi đến mấy bước, đứng trước người năng lực giả cấp ép kia. Nhìn ta. Lúc này khuôn mặt Bạch Ly vô cùng lãnh khốc, vẻ ngây thơ và ngốc nghếch đều biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện một loại uy nghiêm vương giả. Nàng vốn có dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành, sự chú ý của hai người kia đều dừng ở trên người nàng, căn bản không bố trí phòng vệ. Lần này trực tiếp trúng chiêu, đồng tử tan rã. Ngay cả tinh thần tần phong cũng rung lên, chỉ cảm thấy lúc này Bạch Ly là nữ vương của mình, phải nằm rạp dưới chân của nàng tùy ý sai khiến. Bạch Ly mở miệng nói, phòng thí nghiệm của tổ chức Z ở đâu? Ở căn cứ phòng ngự Đại Sơn cách căn cứ lĩnh Sơn 20 dặm về phía đông bắc. Ánh mắt Bạch Ly nhìn về phía tần phong. Lão công, thế nào, ta lợi hại chứ, Bạch Ly như một học sinh tiểu học chờ đợi khen ngợi. Lợi hại, Tần Phong hung hăng xoa mái tóc bạc trắng của Bạch Ly. Lúc này, không có đôi mắt của Bạch Ly khống chế, năng lực giả cấp ép kia cũng khôi phục thần trí. mấu chốt nhất là hắn ta biết mình vừa làm gì, nói gì. Trong chốc lát, hắn ta hơi hoảng hốt, còn hơi sợ hãi, sự sợ hãi của hắn ta nhanh chóng được xác nhận. Tần Phong lấy ra một cái phun sương, phun lên trên người của hai tên này. Người trẻ tuổi còn không biết vì sao, nhưng tấm lưới lớn dính rất chặt này lại buông lỏng. Vì năng lực giả cấp ép bị cắt đứt tay chân nên rơi xuống đất, còn người trẻ tuổi kia lại khôi phục sự tự do. Đại nhân, ngài muốn thả chúng ta đi sao? Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân đã không giết. Tên năng lực giả cấp ép kia lại bắt đầu cười ha hả. Tha cho ngươi. Lúc này ngươi còn nằm mơ mộng đẹp cái gì? tần phong biết tin tức mà mình cần tất nhiên cũng không có khả năng giữ bọn họ lại không đợi năng lực giả cấp ép này nói cái gì nữa tần phong đã dẫm một chân lên cổ đối phương cổ họng phát ra một tiếng răng rắc lập tức bị dẫm đến vỡ nát sau khi người trẻ tuổi kia nhìn thấy cũng sợ đến vỡ mật đại nhân ngươi đã nói sẽ thả ta ngươi không thể nói chuyện mà không tính toán gì hết tần phong lại không có chút biểu cảm nhìn khuôn mặt đã đuổi giết mình trước khi sống lại Lúc đó mình đang trong tình trạng kiệt sức, trọng thương không còn bất kỳ năng lực phản kháng gì, người này lại còn muốn dẫm lên người mình đi tiểu. Cho nên đến sau cùng, Tần Phong nắm lấy cơ hội giết ngược đối phương. Dù kiếp trước hay hiện tại, hôm nay đã được định sẵn là ngày chết của ngươi, đi thôi, Tần Phong cười lạnh một tiếng, đánh một quyền vào đầu đối phương, nội lực dâng lên lập tức quấy đại não đối phương thành một mảnh đục ngầu, chết ngay tại chỗ. Đi thôi tần phong quay người lên xe trước khi đi còn thả lại một đống lửa nho nhỏ vào trên người của hai tên kia địa ngục hỏa xóa sạch dấu vết tồn tại của bọn họ căn cứ lĩnh sơn là một trong những quan trọng ở phụ cận phúc thành giống với bốn căn cứ đông nam tây bắc xung quanh thừa dương thị xe của tần phong chạy rất nhanh không đến nửa tiếng đã đến biên giới đường núi để bạch ly thu xe vào trong không gian người xuyên thẳng qua khu rừng rậm ở đại sơn chẳng mấy chốc đã biến mất không còn tung tích mặc dù đối phương đã nói vị trí của phòng thí nghiệm nhưng tần phong lại không biết địa điểm chính xác nhưng điều này không thành vấn đề có ý thức lực cường đại cộng thêm năng lực không gian của bạch ly tìm một phòng thí nghiệm quá dễ dàng chẳng mấy chốc bạch ly đã phát hiện nơi đó ở chỗ này bạch ly đã phát hiện phòng thí nghiệm kia ngươi cảm nhận một chút tìm một chỗ vắng người tần phong nói bạch ly gật đầu nhanh chóng tìm được một chỗ ít người sau đó dẫn theo Tần Phong Thuấn Di xuất hiện. Tần Phong cảm giác được không gian xung quanh thay đổi, xung quanh cũng xuất hiện thay đổi. một chiếc áo blue trắng treo trên vách tường, còn có rất nhiều quần áo, hiển nhiên đây là một phòng ngủ của nhân viên nghiên cứu. ra ngoài nhớ cẩn thận một chút, đừng để gặp được người khác. Tần Phong nói, trên người càng tản ra một tầng phù văn màu đen. thời gian dần trôi qua vị trí của tần phong như bị bóng tối bao bọc khiến bóng dáng của hắn biến mất không thấy gì nữa phù văn không gian của bạch ly nhảy vọt chẳng mấy chốc đã xuyên qua cửa lớn phòng ngủ đến hành lang phòng thí nghiệm này lớn hơn cái lần trước ở căn cứ thừa bắc một chút hơn nửa người đến người đi hiển nhiên đều bận rộn nhiều việc tần phong đi theo một vài người bóng dáng xuyên thẳng qua tần phong đã đạt đến cấp e những người kia căn bản không phải đối thủ của hắn càng không ngờ có người đang theo dõi bọn họ chỉ có điều tiếp tục như vậy luôn có cảm giác sợ đầu sợ đuôi. Tần Phong dùng ý thức lực kết nối với Bạch Ly, đến phòng giám sát. Hiện tại Bạch Ly đã biết rất nhiều kiến thức thông thường của nhân loại, phòng quan sát là một nơi đầy máy móc rất dễ tìm kiếm. Xoát! Tần Phong và Bạch Ly biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lại đã ở trong phòng quan sát. Lúc này, trong phòng quan sát có ba người, trong đó có hai người là người bình thường đang cẩn thận kiểm tra video giám sát, một người khác là năng lực giả cấp ép đang nằm ngáy o o. Tần Phong đi đến phía trước, không chút do dự cũng là một đao. Tên năng lực giả cấp ép kia như cảm nhận được nguy hiểm, mở to hai mắt xoay người né tránh. Phốt. Một đao chém xuống, trực tiếp chém ngang eo năng lực giả cấp ép sau khi né tránh. Dù hắn ta tránh được vị trí yếu hại, cũng chắc chắn phải chết, máu tươi phun ra đầy màn hình, hai người bình thường này cũng giật mình tỉnh lại nhìn về phía Tần Phong tần phong không chút do dự vung đao chém xuống chẳng mấy chốc hai người cũng chết hết cũng may tốc độ của tần phong rất nhanh đối phương còn chưa phát ra bất kỳ tiếng động nào không người nào phát hiện bộ chỉ huy của bọn họ đã bị chiếm đóng tần phong nhìn một đám màn hình phát hiện trên màn hình của hai người bình thường đều là giám sát hành lang và phần ngoài không có điểm đặc biệt gì còn trước mặt năng lực giả cấp ép kia lại khác hiển nhiên mấy màn hình này kết nối với phòng thí nghiệm còn có phòng cất giữ. Trong phòng đóng băng dị thú, hoặc là nhân loại bị nhốt trong lòng. Không chỉ như thế, còn có một phòng có một đám con non quái vật quỷ dị. Trên người bọn chúng mọc lông, thân người đuôi mèo, bò sát mặt đất, động tác giống như đúc động vật họ mèo. Có con một miệng răng nanh, da thịt đen vàng, cái mũi vểnh lên trông như loại heo. Sau đó còn có gấu, chuột, ưng, phạm vi phòng thí nghiệm này càng lớn hơn, cũng càng rợn người hơn càng khỏi phải nhắc đến những vật thí nghiệm bị nhốt trong lồng giam đặc thù, cùng với người đang tiến hành thí nghiệm, tình huống như vậy thật sự khiến Tần Phong thấy bất ngờ, cũng càng tức giận hơn. Hắn vốn tưởng tổ chức Z chỉ là một tổ chức nhỏ vô danh, điều này mới khiến đời trước hắn chưa từng nghe nói tên của đối phương. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện hắn đã sai, vô cùng sai. Có được năng lực làm thí nghiệm thế này, sao có thể là tổ chức nhỏ chứ, nhưng dù như thế nào thì loại thí nghiệm này không nên tiến hành tiếp tất cả thủ đoạn của bọn họ đều là thủ đoạn chỉ có liên minh hắc ám mới sử dụng loại phòng thí nghiệm này tần phong thấy một cái sẽ diệt một cái ngay sau đó xung quanh tần phong đột nhiên bùng lên ngọn lửa điên cuồng bao phủ nơi này rầm 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 toàn bộ thiết bị trong phòng chỉ huy đều bị tần phong dẫn nổ hình ảnh tư liệu bên trong bị hủy diệt tuy có khả năng trước đó đã truyền ra ngoài nhưng ít nhất hình ảnh hiện tại và sau đó của tần phong cũng khó có khả năng sót lại đây cũng là quyết định tần phong đưa ra để bảo vệ mình tiếng phá hủy to lớn còn có ngọn lửa ngập trời lập tức ảnh hưởng đến thiết bị phòng cháy sau đó cảnh báo vang lên thiết bị xả nước lập tức phun ra dòng nước tất cả đều bị địa ngục hỏa nướng thành sương mù sau đó tần phong đạp một cái vào cửa lớn đi vào lối đi tiếng động lớn khiến bên trong căn cứ hoảng hốt bọn họ nhao nhao liên hệ cho bộ tổng chỉ huy lại chỉ có một tràng tiếng báo bận vì phòng quan sát đã bị tần phong hủy diệt rồi một số người vội vàng chạy tới tất nhiên chủ yếu đến vì tần phong bộ quần áo của hắn căn bản không hợp với phòng thí nghiệm ai người kia nổi giận gầm lên một tiếng nhưng không chờ tần phong trả lời đã bóp cò súng tần phong không dừng bước chân của mình tiếp tục đi về phía trước những viên đạn kia đều dừng ở chỗ cách người tần phong một mét sau đó lốc bốt rơi trên mặt đất căn bản không có cách nào tổn thương tần phong tên thương giới giả kia thấy tình huống như vậy cũng hai chân mềm nhũng huống chi tần phong bước đi cũng không nhanh ký hiệu năng lực giả cấp e trên ngực hắn khiến người ta sợ hãi địch tập kích địch tập kích người kia hô to vào bộ đàm tần phong dậm chân xuống ngay sau đó hơi đá trên mặt đất một cái vô số viên đạn bắn ra trực tiếp đánh trúng đầu đối phương ách người kia mở to hai mắt nhìn không dám tin mình lại chết như thế toàn bộ phòng thí nghiệm nghe thấy người này kêu to lập tức loạn thành một bầy xảy ra chuyện gì trong phòng thí nghiệm một lão giả vừa hoàn thành phẫu thuật nghiêm nghị hỏi vẻ mặt rất khó coi vương giáo sư có người tiến vào phòng thí nghiệm hiện đang không theo dõi được hình như đã bị người ta phá hủy phòng chỉ huy phế vật Vương giáo sư lập tức giận mắng một tiếng, trực tiếp khởi động phương án phòng quan sát thứ hai, kết nối với máy truyền tin trong tay hắn ta. Chẳng mấy chốc, bóng dáng Tần Phong xuất hiện trong mắt hắn ta. Nhưng cả người Tần Phong lại đen sì một mảnh, bị bao phủ trong phù văn hắc ám như một cái bóng vạn vẹo căn bản không thấy được dáng vẻ. Vị vương giáo sư này lập tức hít vào một hơi. Sau đó, hắn ta lại kích động, hưng phấn đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng, dị năng giả hệ hắc ám, tốt, tốt tốt cốt, nhanh, phái người bắt hắn lại cho ta, phải còn sống, ha ha ha. Vương giáo sư hưng phấn kêu lên. Dị năng giả hệ hắc ám đã ít càng thêm ít, nhưng dù là ai cũng biết dị năng hệ hắc ám rất cường hãn. Dù là tử vong nhất chỉ cướp đoạt sinh mệnh, hay hắc ám ôn dịch im hơi lặng tiếng, lại có thể tiêu diệt một chủng tộc. Đây đều là nguyên tố khiến nhà khoa học điên cuồng tuy không biết rốt cuộc người này có mục đích gì tới nơi này để quấy rối hay làm gì nhưng vương giáo sư đã quyết định phải nhanh chóng bắt lấy đối phương thậm chí trong đầu đã nghĩ đến mấy hạng mục thí nghiệm bây giờ hắn đang trong lối đi phòng chỉ huy thả độc dược để hắn hôn mê cho ta vương giáo sư chỉ huy vâng vương giáo sư những người khác nhanh chóng đi xuống sắp xếp cũng may ngoại trừ phòng chỉ huy vẫn biết được kẻ địch ở đâu có thể nhanh chóng đưa ra quyết định trong lối đi ở chỗ Tần Phong, trên nóc đột nhiên rút đi miếng thép, để lộ ra một cái lỗ lớn đen kịch. Bên trong cái hang lớn xuất hiện một khẩu súng, ngay sau đó bột phấn như sương phun ra. Tần Phong ngước mắt nhìn khẩu súng này một chút, ý thức lực thôi động, nóng súng có năng lực cường đại trước mắt cứ thế bị vặn thành bánh qua chèo. Những thuốc mê dạng khí đó thật sự quá nhẹ nhàng với một năng lực giả cấp ép như Tần Phong. Tần Phong nhanh chóng rời khỏi lối đi, tiến vào một nơi khác, ý thức lực kéo dài khiến tần phong biết vị trí của phòng thí nghiệm lúc này vương giáo sư thấy tần phong nghênh ngang đi lại trong phòng thí nghiệm cũng căm tức giận dữ hét lên bên trên bắt hắn lại cho ta dù chết cũng phải mang xác hắn về cho ta trong phòng thí nghiệm một đám người nghe bên trong bộ đàm gào thét nhao nhao tụ tập ngăn cản tần phong